5 bí quyết giúp kích thích tóc mọc dày và khỏe mạnh. Trung bình, mái tóc mọc khoảng từ 0.5 inch mỗi tháng, điều đó tương ứng với khoảng 6 inch tóc mọc mỗi năm. Nhưng đôi khi sự tăng trưởng đó có vẻ rất nhỏ, đặc biệt là khi hầu hết mọi người chúng ta rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày. Bạn đừng lo quá, mà có thể áp dụng 5 mẹo đơn giản dưới đây để giúp dưỡng tóc khỏe mạnh, đồng thời còn giúp tóc mọc nhanh, đầy đặn hơn, theo trang mạng Brightside vừa qua. 1. Massage da đầu. Một trong những mẹo đơn giản, tiết kiệm và bạn có thể làm chính là massage da đầu. Việc massage da đầu thường xuyên sẽ giúp kích thích sự phát triển của tóc, giúp tóc mọc nhanh và khỏe, đồng thời còn bảo vệ luôn cả da đầu. Khi massage da đầu, các tế bào của nang tóc sẽ được làm căng ra, kích hoạt chúng tạo ra những sợi tóc riêng lẻ, chắc và dày hơn. Theo một cuộc nghiên cứu mang tên Cell Assessment of Standard Digest CLP Massage for Androgenic Alopecia Survey Risu hồi năm 2019, 69% người tham gia báo cáo rằng tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể khi họ thường xuyên massage da đầu. 2. Kích thích tóc mọc với tinh dầu hương thảo. Rosemary oil, hay tiếng Việt còn gọi là dầu hương thảo, là thành phần tuyệt vời giúp mái tóc bạn trở nên mềm mượt và khỏe mạnh hơn. Một cuộc nghiên cứu hồi năm 2015 cho thấy tinh dầu hương thảo có hiệu quả tương đương với chất minoxidil, là một loại thuốc thường được dùng để chữa tóc thưa và mỏng. 3. Gỡ rối tóc trước khi tạo kiểu. Đầu tiên bạn nên gỡ rối tóc trước khi tạo kiểu tóc. Việc gỡ rối tóc vào ban đêm sẽ bảo đảm tóc không bị rối khi ngủ và cũng giúp dễ dàng tạo kiểu hơn vào ban ngày. Để bảo đảm tóc không bị gãy, bạn hãy dành thời gian chải tóc thành từng phần nhỏ, rồi dùng lược răng thưa và bắt đầu chải từ ngọn tóc trước tiên rồi hãy chải lên trên từ từ. 4. Dưỡng tóc bằng nước ép hành. Hành tây là nguyên liệu cơ bản có mặt trong bếp của mỗi nhà, và nó cũng rất lợi hại cho tóc nếu bạn dùng nó. Nước ép hành tây giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc, thậm chí khi bôi nước ép lên da đầu còn có thể giúp tóc mọc nhanh. Ngoài ra, một cuộc nghiên cứu được thực hiện hồi tháng 6, 2002, cho thấy những người mắc chứng rụng tóc từng bôi nước ép hành tây 2 lần mỗi ngày lên da đầu sẽ nhận thấy tóc mọc lại sau 2 tuần. 5. Chú ý đến nguồn nước dùng trong nhà. Ngay cả khi bạn sử dụng tất cả các loại dầu gội, dầu xả và áp dụng các bí quyết dưỡng tóc phổ biến, đôi khi vẫn có một yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tóc, đó chính là nước mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nước mà chúng ta dùng có thể chứa các hóa chất mạnh như clorua và khoáng chất, bao gồm calcium, thủy ngân, magnesium và kẽm. Nó còn có thể chứa cát và các chất ô nhiễm khác có thể gây kích ứng da đầu, gây khô và rụng tóc. Chính vì vậy, bạn nên đầu tư vào một bộ máy lọc nước cho gia đình, giúp loại bỏ những hóa chất không cần thiết. Không chỉ giúp bạn có nguồn nước sạch sẽ hơn để nấu nướng, tắm rửa mà còn tốt cho cả da và tóc. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận cũng như là like và share, nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.